Em xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị đang xem kênh của em. Ngày hôm nay thì em có một cái bàn nghi với lại bộ bàn chúc, một số đồ gỗ, tranh gỗ, đồ đồng giới thiệu tới quý ông bà cô chú anh chị, mong muốn được giao lưu với quý ông bà cô chú anh chị trong clip này. Em là Thảo, số điện thoại của em là 0939847334, cũng là số Zalo của em luôn. Đầu tiên thì em có một cái bộ tranh gỗ cẩm lai nha quý ông bà cô chú anh chị. Tranh này là tranh xưa nha. Đây. Cả móc xà cừ cao cấp rất là đẹp nha quý ông bà cô chú anh chị mình. Do là đã có thời gian sử dụng cho nên là nó hơi bị xước xát một tí nha, nhưng mà không đáng kể nha quý bà cô chú anh chị, còn rất là ok nha. Màu ốc thời gian rất là đẹp. Tranh này thì 4 tấm mình có thể gáp bản lề lại làm bình phong cũng ok luôn nha quý bà cô chú anh chị. Đây. Còn lành nguyên nha. Nó chỉ hơi xước xát một tí thôi, không có bị gớt ốc hay là bị nứt bị tét gì đáng kể nha quý bà cô chú anh chị mình. 4 tấm nha. Do là có đã sử dụng cho nên là nó có chày một tí nhưng mà không có sao nha. Nhìn tổng thể thì rất là ok, trên 90% nha quý bà cô chú anh chị. Đồ xưa đồ cũ thì không có thể nào mà còn hoàn mỹ được nha. Chiều dài của một tấm tranh này là 1m1. Chiều ngang là 25 nha quý bà cô chú anh chị. Bộ tranh gỗ cẩm lai này thì hôm nay em giao lưu với giá là 16 triệu nha. Tiếp theo thì em có một số đồ đồng khay gỗ tới giới thiệu tới quý bà cô chú anh chị. Đầu tiên thì em có một ông quản gia bằng đồng nha quý bà cô chú anh chị mình. Chất liệu là đồng sạch 100% nha. Đồ cũ phong thủy trưng bày không cổ không xưa. Đây. Rất là đẹp nha quý bà cô chú anh chị. Ông quản gia này thì nặng khoảng 2 kg mốt nha. Cao thì cao tổng thì khoảng 17. Ngang tổng khoảng 15 nha. Ông quản gia này thì em giao lưu với giá là 1 triệu 300 ngàn. Tiếp theo thì em có một cái hộp cho quý ông bà cô chú anh chị. Chất liệu là gỗ gõ nha. Đây ở đây nó có hai cái ngăn nhỏ, mấy cái then này là bằng đồng nha quý bà cô chú anh chị mình. Cái hộp này là đồ cũ nha, ở trên thì nó có khảm đá nha quý bà cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Đồ cũ đã qua sử dụng nhưng mà còn lành lặn liền lạc nha quý bà cô chú anh chị mình. Cái này mình mua về để đựng trang sức cũng rất là ok nha. Chiều cao của cái hộp này là 9. Ngang khoảng 20, em giao lưu với giá là 2 triệu 800 ngàn nha. Tiếp theo thì em có một cặp tài địa size nhỏ như quý bà cô chú anh chị. Đồ cũ nha, chất liệu là đồng sạch 100%. Cái này quý bà cô chú anh chị mình mua mà có nhu cầu vệ sinh chùi bóng thì bên em cũng có nhận luôn nha. Cân nặng của hai ông này thì khoảng 4 kg mốt nha. Chiều cao của ông thần tài là 18. Chiều cao của ông địa là 10 17 nha quý bà cô chú anh chị. Chiều ngang của ông thần tài là 12. Chiều ngang của ông địa là 13 nha. Em giao lưu cặp này với giá là 2 triệu 500 ngàn. Tiếp theo thì em có một cái khay gỗ gõ nha quý bà cô chú anh chị. Cái khay này thì cũng là đồ cũ nha, khảm tứ diện luôn, rất là đẹp. Còn rất là ok nha quý bà cô chú anh chị, còn lành lặn nha. Không có bị gớt ốc này kia nha, mấy cái ghép ghép này là người ta ghép ốc lại nha chứ không phải là nó bị nứt nha quý bà cô chú anh chị mình. Ở phía dưới nè nó cũng còn rất là ok nha, không có bị nứt, không có bị tét này kia nha. Chiều dài của cái khay này thì khoảng 35. Ngang là 20. Cao là 12. Em giao lưu với giá là 2 triệu 200 ngàn nha quý bà cô chú anh chị. Tiếp theo thì em có một cái cụ cốc bằng đồng nha. Đồ cũ phong thủy trưng bày không cổ không xưa nha quý bà cô chú anh chị mình. Chất liệu là đồng sạch 100% nha. Cái này là màu đồng cũ, em để vậy quý bà cô chú anh chị mình mua mà trưng thì có nhu cầu vệ sinh chùi bóng thì bên em cũng có nhận luôn. Cân nặng của cụ cốc này thì khoảng 1,7 kg nha.
cao khoảng 11, dài tổng khoảng 14. Em giao lưu với giá là 900 ngàn. Tiếp theo thì em có một cái con chuột ngồi, một đàn chuột ngồi trên đống tiền nha quý bà cô chú anh chị mình. Ngồi trên một cái túi tiền vàng nha. Đây. Rất là đẹp nha quý bà cô chú anh chị mình. Cái này mình trưng mấy cái chỗ không gian nhỏ rất là ok nha, bàn làm việc, bàn lễ tân hay là tủ tủ ông tài ông địa cũng cũng được nha quý bà cô chú anh chị. Cân nặng của cái pho này thì khoảng 1 ký 1 ký tư nha. Cao là 15. Ngang tổng khoảng 19, em giao lưu với giá là 1.200.000. Tiếp theo thì em có một cái sâm trầm Pháp Lam tàu xưa nha quý bà cô chú anh chị. Đây. Rất là đẹp nha. Chất liệu là đồng sạch 100%, đồ tàu xưa nha. Nó có ba khớp gì nè. Rồi nha quý bà cô chú anh chị, người ta làm rất là sắc nét nha. Ở trên là hình cái tháp, còn xung quanh là người ta đục chạm những con rồng nha quý bà cô chú anh chị mình. Rất là đẹp. Ở dưới cái đế của nó người ta cũng là đục chạm rồng luôn nha. Còn lành lặn liền lạc nha quý bà cô chú anh chị mình. Đây. Cái sâm trầm này thì nặng khoảng 1 ký 8 nha. Cao tổng là 36. Ngang tổng thì tầm 13. 10, 12 nha quý mời cô chú anh chị. À, cái sâm trầm này thì em giao lưu với giá là 3.200.000 tặng kèm hộp trầm nha. Tiếp theo là em có một cái bộ cờ bằng đồng nha quý bà cô chú anh chị. Ở ngoài là bằng da nha, cái vỏ của nó là bằng da. Mấy cái tay cầm với lại bản lề này thì bằng đồng nha quý bà cô chú anh chị. Ở trong này là mở ra là một cái bàn cờ nha. Đây. Mình chỉ cần mua về là mình có sẵn bàn cờ, con cờ luôn nha. Ở trong này thì là những con cờ bằng đồng nha quý bà cô chú anh chị. Cái này thì người ta đục rất là kỹ, rất là sâu nha. Cho dù là nó có phai màu sơn đi nữa thì mình cũng nhìn ra cái con cờ này là con gì nha quý bà cô chú anh chị mình. Đây, rất là đẹp nha, rất là nặng luôn. Bộ cờ này là đồ cũ nha quý bà cô chú anh chị. Con đường kính của một con cờ này thì khoảng 3 phân nha. Bề dày là khoảng khoảng 1,5 phân nha quý bà cô chú anh chị, rất là nặng luôn nha, nguyên cục đồng luôn. Đây có bàn cờ sẵn luôn. Chiều dài của cái bàn cờ này thì khoảng 47. Ngang là 44. Cái bộ cờ này thì em giao lưu với giá là 4.200.000 nha quý bà cô chú anh chị. Bên em thì có rất là nhiều mặt hàng nha, đồ đồng, đồ gỗ, đồ gốm, tủ, bàn, ghế, giường tam thành, giường lâm sàng, các thứ luôn nha. Quý ông bà cô chú anh chị mình có nhu cầu giao lưu tham khảo thì kết bạn Zalo với em, số điện thoại là 0939 847 334, em tên là Thảo nha. Tiếp theo thì em có một cái tượng đại bàng nha quý ông bà cô chú anh chị, đứng trên vạn lý trường thành nha. Chất liệu là đồng sạch 100% luôn nha quý bà cô chú anh chị, rất là oai phong nha, nhìn rất là uy quyền nha. Này mình mua về mình trưng ở bàn làm việc là rất là ok luôn, hoặc là mình trưng ở nhà mình cũng được luôn nha quý bà cô chú anh chị. Cái con đại bàng này là đồ cũ nha, cân nặng thì khoảng 8 ký 9. Cao khoảng 52 nha quý bà cô chú anh chị. Ngang cái ngang tổng luôn là 46. Ngang đế thì khoảng 31 nha. Cái tượng đại bàng này thì em giao lưu với giá là 3.800.000. Tiếp theo thì em có một cái cặp nến nha quý bà cô chú anh chị, chân nến nha, châu Âu nha. Bằng đồng. Rất là đẹp nha quý bà cô chú anh chị. Chân nến này là đồ cũ nha, đồng sạch 100% luôn nha quý bà cô chú anh chị mình. Đây, mình mua về cái này thì chỉ cần vệ sinh sơ sơ lại là mình sử dụng nha, vừa đề co đẹp mà vừa sử dụng
Ok luôn nha quý mời cô chú anh chị mình. Cặp này thì nó cao, nó nặng khoảng 4,4 kg nha. Cao khoảng 38. Ngang thì khoảng 21. Em giao lưu với giá là 2 triệu 400 ngàn cho cặp này nha. Tiếp theo thì em có một cái cặp đàn châu Âu nha quý bà cô chú anh chị. Thân bằng đá, đế bằng đồng nha. Bầu là bầu thủy tinh nha quý bà cô chú anh chị mình. Này thì em đã có thêm thêm cái tim cho mình sẵn rồi, mình về là chỉ thêm dầu vô là đốt thôi. Màu này là màu cam nha quý bà cô chú anh chị. Có lam sẵn luôn nha, cặp đèn của em có lam luôn. Chiều cao tổng của cái đàn này thì khoảng 74. Đường kính bầu là 55 nha quý bà cô chú anh chị. Cặp đàn này thì em giao lưu với giá là 11 triệu nha. Theo thì em có một cái bộ bàn trúc nha quý bà cô chú anh chị, bàn tròn, một bàn 4 ghế 2 đôn nha, mặt đá nha quý bà cô chú anh chị. Mặt đá xung quanh thì chạm đục chạm cây trúc nha, rất là đẹp. Cái chân ghế, chân bàn đều đục chạm những hình cây trúc nha quý bà cô chú anh chị. Nhìn nhìn vậy nhưng mà rất là dày dặn nha. Mặt bàn là mặt đá nguyên miếng, không có bể, không có bị bể, bị nứt gì nha quý bà cô chú anh chị. Rất là đẹp. Bộ bàn này chất liệu là gỗ gõ nha, đã qua sử dụng. Thân ghế thì nó cũng cũng có đá luôn nha quý bà cô chú anh chị mình. Xung quanh là hình cây trúc nha, người ta đục chạm rất là sắc sảo nha quý bà cô chú anh chị. Nhìn rất là đẹp nha. Nhìn nó mảnh mai nhưng mà thật sự là nó rất là nặng và dày nha, chứ không phải là nó mỏng nha quý bà cô chú anh chị mình. Đường kính bàn là 89 nha. Chiều cao là 76, 76 nha. Đường kính mặt đôn là 30. À nhầm. Đường kính mặt đôn là 34 nha. Chiều cao của cái đôn này thì 42 nha quý bà cô chú anh chị. Chiều cao của cái ghế này là 1m06 nha. Ngang ghế là 50, 58. Sau ghế là 50. Ở dưới những cái diềm của cái bàn này hay là cái đôn đều người ta đều đục chạm hình cây trúc nha quý bà cô chú anh chị mình, rất là đẹp nha. Chất liệu là gỗ gõ, đồ cũ đã qua sử dụng. Một bàn 4 ghế 2 đôn. Hôm nay thì em giao lưu với giá là 35 triệu. Tiếp theo thì em có một cái bộ lư nha quý bà cô chú anh chị. Bộ lư này thì nặng khoảng 15 kg nha, em bao cho quý bà cô chú anh chị mình là 15 kg, gồm 3 món, gồm cái lư với hai cái chân đèn nha. Rất là nặng nha. Nắp là nắp lân nha quý bà cô chú anh chị. Ở đây thì hình bát quái. Chất liệu là đồng sạch 100% nha quý bà cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái đỉnh này là 49. Ngang khoảng 35 nha. Chiều cao của cái chân đèn này thì khoảng 36. Đường kính của cái dĩa này thì khoảng 22 nha quý bà cô chú anh chị mình. Bộ lư này thì em giao lưu với giá là 14 triệu nha. Tiếp theo là em có một cái bạc nghi nha quý bà cô chú anh chị. Gỗ cẩm lai nha, cả móc xà cừ cao cấp rất là đẹp. Cái bàn nghi này là đồ xưa nha. Đây, khảm xung quanh rất là đẹp nha quý bà cô chú anh chị. Màu ốc thời gian nha, màu ốc đỏ lửa vàng chanh. Đây. Cái mặt là hầu như là khảm full luôn, rất nhìn rất là sáng nha quý bà cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái bàn nghi này thì khoảng 1m04 nha. Chiều dài thì khoảng 1m07.
ngang là 57, chất liệu là gỗ cẩm lai chuẩn xưa nha quý bà cô chú anh chị mình. Với cái bàn nghi này thì em giao lưu với giá là 35 triệu luôn nha. Cuối cùng thì em có một cái bức tranh gỗ gõ đồ cũ nha quý bà cô chú anh chị mình, hãy móc xà cừ nha, màu ốc đỏ lửa vàng chanh rất là đẹp. Bức tranh này là Vinh Quy Bái Tổ nha, ốc xà cừ cao cấp nha quý bà cô chú anh chị. Xung quanh thì người ta đục chạm những cái hoa văn nha, tuy là rất là nhỏ, rất là sắc nét nhưng mà không có bị rụng, không có bị gớt nha quý bà cô chú anh chị mình. Chiều ngang của cái bức tranh này thì khoảng 1m6. Cao khoảng 79 80 nha quý bà cô chú anh chị. Dày thì khoảng gần 4 phân nha. Bức tranh này thì hôm nay em giao lưu với giá là 11 triệu 500 ngàn bao phí ship toàn quốc cho quý bà cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0939 847 334, cũng là số Zalo của em luôn. Em tên là Thảo. Cuối clip em xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã xem hết clip của em.